Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách bẫy rắn nha. Thì đây là tay lưới của mình. Tay lưới mình làm cho khách đặt 20 mét một tay. Thì hôm nay khách nó bỏ hàng nó không lấy thì mình có sẵn hàng đây, mình sẽ làm cái clip hướng dẫn anh em cách bẫy rắn luôn. Thì mình sẽ tìm một địa điểm, ví dụ dưới này là cái lồng khe này anh em này. Đấy, dưới này là cái lồng khe, mình sẽ đánh ở trên cái này. Thì mùa này mùa rắn sinh sản mà, nó đi tìm nước và bạn tình thì nó đi 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 đến đâu thì mình cứ lâu lâu mình cứ giăng một tay lưới như thế này, mình sẽ đánh rất dễ trúng đấy. Đánh để đóng một đầu là mình đóng một cái cọc tre như thế này, cột cố định lại và nhớ cột vào đầu kia, không rắn nó mắc là nó lôi đi mất nha. Đấy, nó đơn giản như thế thôi. Hứa một đoạn là anh em cho một cái cọc tre như thế này để chống nó lên, chống nó lên thì Mỏi miệng. đây mỗi cọc tre mình cứ chẻ như thế này, mình căng dây mình luồn vào là nó đứng lên thôi, nó đơn giản mà, không có gì khó đâu. Thì theo yêu cầu của anh em thì mình sẽ làm hướng dẫn thôi. Đấy, đây là trong rừng sâu luôn, hy vọng sẽ đánh được nhiều rắn to. Rồi, mình sẽ tiếp tục đi mà làm một hai cái bẫy nữa, rồi mai mốt gì đấy nếu mà đi thu có kết quả mình sẽ quay lại cho anh em xem nha. Rồi, chào anh em.